Ok, Hello anh em nha. Thì chào mừng anh em trở lại với kênh của mình. Mình là Phu Wifi đây. Thì tiếp tục với con Wonder Man Strongest nha anh em. Hôm nay chính thức nó đã ra event con G4 rồi. Đó là cải tiến G4. Kiểu anh em chơi bingo đấy, như clip trước mình lên đấy. Thì hôm nay mình cũng đã tham khảo một số anh em trên group. Thì mình cũng không chơi liền đâu anh em. Mình chờ. Mình xem có mấy anh em chơi trong khoảng cái chi phí đó bao nhiêu. Thì cuối cùng mình quyết định là mình thấy một số anh em á, họ chơi tầm 140 lượt là 2 triệu anh em, đến khoảng 200 lượt là ra rồi. Mình cũng đầu tư, mình cũng quyết định là mình đầu tư một ít vào để mình chơi anh em. Thì cuối cùng đó, mình đã sở hữu con G4 anh em ạ. Đây nha, con G4 Awaken 1 hiện tại đã 5 sao vàng rồi anh em. Đó, 5 sao vàng thì nó cũng khá để lên 6 sao. Đó, tất nhiên là mình cũng sẽ phải tiếp tục cày để chuẩn mình kiếm cái mảnh tím anh em. Và đây đó, mình bingo luôn nha anh em, nghĩa là mình ăn full toàn bộ mốc luôn, mình bingo luôn với chi phí tổng cộng là 3 triệu anh em, tổng cộng là 3 triệu. Cũng khá là bất ngờ anh em, tại vì đợt trước nhiều event tết đợt trước á, nhiều anh em họ xui, có những người họ đến cả 20-30 triệu họ mới full bingo. Này mình chỉ có 3 triệu thôi anh em. Một anh em tưởng tượng nhá, một con tướng siêu thực kỳ 4 sao. Mà anh em mình thu hợp những gì anh em, mình được con ở G4 ở Awaken 1 nha. Nè, mình dư một hồn và mình dư đến 5 viên đá quả nhân anh em. Tổng cộng đợt event này mình ăn được 2 hồn G4 và đến 9 viên đá quả nhân. 9 viên đá quả nhân, dư một hồn Tatsumaki anh em ạ. Dư một hồn Tatsumaki, chả biết để làm gì anh em. Anh em chơi event cũng biết rồi, đó là nó bỏ trong này một hồn Tatsumaki. Tại tôi không hiểu tại sao nó không bỏ hồn con G4 vào. Đó thì mình cũng mình đã sở con G4 ở Awaken 1. Shinsuke 4 sao anh em. Và tất nhiên là khi mà nâng cái huy hiệu của con G4 này thì nó chỉ tốn cái huy hiệu cấp quỷ thôi, rất là dễ anh em, nó rất là dễ. Cho nên con G4 này là mình xác định là mình sẽ úp full tinh thông luôn anh em, mình sẽ úp full tinh thông luôn. Full tinh thông luôn và đến lúc nào đó tinh thông này cao mình sẽ chuyển qua mình chơi G4 carry. Và chính thức là mình đã định hình được cái line up của mình sắp tới rồi nha anh em. Được chưa? Thì line up của mình sắp tới nó sẽ như thế này, mình công khai với anh em luôn. Đó là Boros, đây nè, con Boros nè. Tatsumaki, Sonic G4 và đây mình sẽ kiếm thêm nếu mà sắp tới nhá, sau này luôn nha, thì sẽ có King thay vào vị trí của con Rollybat này. Rồi có con King nào không ta, mình có con King SR mà mình nhớ mình có King SR anh em, đâu rồi nhỉ, nó trốn rồi ta, để mình thế cái đội hình vào để cho mình công khai đội hình cho anh em xem luôn đó. King vậy à? Có nhớ có King mà ta? Hay là mình nhìn không kỹ? Ây da, đâu rồi ta? Từ từ để tôi kiếm xem con King nó... Ôi, nó lạc ở đâu rồi nhỉ? Vãi. Hay tôi kéo nhanh quá, nhìn không thấy. Ok, chắc là... Ủa, mình có King không ta? Mình kiểm tra lại, tôi nhớ tôi có King mà. Ây da, chôn à, SR này. Ủa có King mà. Ủa King đâu? À đây, King đây, trời. À chôn à. Đây ok, nó ở ngay đầu anh em. Nó, thì cái đội hình sắp tới của mình nó sẽ như thế này. Rồi, được chưa anh em? Đó là có đó đội hình, đúng đội hình team DOT rồi anh em. Mà nếu nhá, nếu trường hợp đen bóng sắp tới mà nó comeback, đen bóng sắp tới mà nó comeback thì mình sẽ gắn để mình lên Awaken 2 con đen bóng. Gắn để lên Awaken 2 con đen bóng. Rồi sau này cái vị trí con Tatsumaki của mình sẽ thay bằng Hellfire anh em. Đó. Nghĩa là anh em hình dung được không? Nghĩa là mình skip được rất là nhiều anh em. Mình skip được rất là nhiều luôn đấy. Đó, mình sẽ skip sủi và chày. Đó, mình sẽ định hướng đến tương lai luôn anh em. Còn hiện tại thì đội hình với mình vậy là ok rồi anh em ạ. Đó. Đây. Đội hình hiện tại mình nó sẽ như thế này. À, ok chưa anh em? Đấy, thay được con Boros thì nó chính như thế này. Ra King thì mình sẽ thay vào con Rollybat thôi. Đó, một đội hình gọi là đó, nói chung là nay mình ra được con G4 mình rất là vui anh em. Tại vì mình ăn được full bingo khá là rẻ. Không, ý là bingo luôn nha anh em. Mình ăn bingo luôn đó, nghĩa là ăn toàn bộ cả các móc luôn. Chỉ tầm 3 triệu à. Cực kỳ rẻ luôn. Anh em tính nhá, 3 triệu nhá là được con G4 Awaken 1 này à. Xin thật kỹ. Rồi à, 5... mình dư 5 viên đá quá nhân anh em, 5 viên đá quá nhân, nghĩa là sao mình chỉ cần tắt được hồi Boros thôi là mình sẽ có con Boros luôn.
Và chưa kể sau này mình lấy con Hellfire nó cũng dễ nữa, tại mình dư đá nhiều á. Đó. Và con G4 này nó giúp anh em đi ải quái nhân rất là dễ, ải quái nhân cực kỳ dễ luôn. Đây là mình sẽ đi thử ấy nha anh em. Mình sẽ đây ra tháp thì bây giờ hiện tại là bây giờ tháp mình không kẹp với anh hùng, kẹp với quái nhân đâu, mà mình bị kẹp với anh hùng anh em ạ. Tháp chính thức là mình bị kẹp với anh hùng nhá. Đây mình cho anh em xem. Mình bị kẹp với anh hùng anh em ạ. Đây tháp trăng khuyết nhá. Đó, mình bị kẹt tầng 25 này. Thì ở đây là lab của mình. Đó, thì anh hùng là như thế này, còn bên quái nhân là như thế này. Nhưng mà quái nhân mình không kẹt đó anh em, mình kẹt với anh hùng. Mình kẹt với anh hùng. Đấy, nó khổ. Cực kỳ khổ luôn. Cho nên đâm ra là anh hùng chắc tự sắp tới là mình cũng phải cố nuôn tát ra lên để nó clear BVE cho mình, hoặc là mình sẽ lên con đen bóng 2. Mình mong sao con đen bóng này comeback nha, để mình tập trung mình cố gắng mình lên đen bóng 2. Được chưa? Con đen bóng này chơi rất là lâu. Mình không biết là nó có comeback hay không. Đó. Thì cái clip mình sẽ review về con clip mình sẽ review kỹ năng con G4 này mình sẽ review sau nha anh em. Nhưng mà con G4 này nói là thật sự BVE cực kỳ khủng khiếp luôn nha. Mình sẽ kiếm một cái ải nào đó để mình đi anh em ạ. Thôi rồi. À ok. Mình dùng quái nhân đi. Rồi. Đấy. Mình sẽ thay con G4 mà tiến sĩ ha. Rồi, mình đã chính thức là mình chuyển qua đòn phủ đầu của quái nhân rồi nha anh em. Mình chính thức mình chuyển qua đòn phủ đầu của quái nhân rồi nha. Thì khi mình lấy con G4 này về rồi thì có khá là nhiều ải mình chính thức mình đi qua anh em. Chính thức mình đi qua luôn. Không bị kẹt nữa. Đợt trước thì mình kẹt với quái nhân anh em. Khi có con G4 này xong rồi không kẹt quái nhân nữa và đâm ra lại kẹt anh hùng. Khổ thiệt. Anh hùng chắc tầm này chỉ có chờ kinh thôi anh em ạ. Thực sự tầm chỉ có chờ kinh thôi thì may ra anh hùng mình rướn thêm được. Hoặc là con đen bóng mà đen bóng mình khỏe hơn nữa. Uầy, những cái đèn cơ bối siêu tinh ký đã không anh em? Uầy, cơ bối siêu tinh ký trông đã thật sự ấy. Nói chung là mình cũng lúc đầu hôm qua mình cũng hơi lo, mình cũng tham khảo nhiều anh em á, thì mình cũng hơi lo là mình không lấy được G4. Chưa kể là kiểu mình xác định là mình chơi team DOT rồi đó, mình lấy cả tát 2 rồi. Xong tự nhiên không lấy được G4 thì ấy quá, cho nên mình phải cố gắng em. Ồ anh em, nó đốt kìa anh em. Và cái lớp DOT này nó cộng dồn nhá, nó cộng dồn nhá. Tiếc một cái là mình không lên được G4 ở cái cần 2 thôi. Nên là ở cái cần 2 thì gọi là perfect đúng không anh em. Giải choáng nhiều hơn. Đó, với lại là đặt DOT qua được đến là lượt thứ 3 rồi anh em. Ý là vào trận nó sẽ đặt DOT liền ấy. Ngon hơn nhiều. Mà chưa kể con G4 này nó bơm giáp rất là nhanh anh em. Nó bơm giáp cực kỳ nhanh luôn. Thì tính mình sẽ đi BK một trận anh em. Mình sẽ đi BK một trận nha. Tất nhiên là đam DOT nó sẽ trừ qua khiêng. Nó sẽ bỏ qua khiêng luôn. Nó trừ thẳng vào máu luôn. Đó, có siêu tực kỹ thì nó sẽ búp đây anh thấy không? Búp giảm sát thương không chí mạng. Tí nữa mình sẽ check cho anh em xem. Có siêu tực kỹ thì nó búp giảm sát thương không chí mạng. Tất nhiên bây giờ mình chưa tập trung đồ G4 được. Tại vì nó đang thiếu tinh thông anh em. Nếu mà nó dư tinh thông nó cao là một siêu đỡ. Uầy. Đó. Tất nhiên bây giờ mình kiểu mình đi ải nó dễ hơn nhiều ấy. Đi tháp thì bây giờ mình bị kẹp anh hùng rồi anh em. Mình không bị kẹp anh cá nhân nữa. Ok, bây giờ mình sẽ thử đi BK một trận nhá. Ở chiến khu nhá. Bây giờ mình hơi yếu hơn người ta. Mình chưa vào được top 8 anh em. Tại vì một phần là mình không có combo rốt. Thật sự là mình không có combo rốt. Sự là như vậy, mình không có combo rốt. Cho nên mình đánh với nhiều anh em rất là khó khăn luôn. Rồi mình sẽ đánh thử với anh em nhá. Ôi mày mình co. Chưa kể xương đồng 6 sao nữa. Đây, line up này thì mình sẽ để như thế này. Thì tại sao mình để như thế này? Mình sẽ chuyển qua cái gì ta? Mình đã chuyển qua đòn phủ đầu của quái nhân rồi. Và con đen bóng này nó sẽ không có truy kích nữa. Thì mình sẽ cần con G4 để mình búp máu cho đen bóng. Thì đen bóng nó sẽ tăng độ phản đam lại tìm bên kia anh em. Tại vì mình chưa có combo rốt. Mình có combo rốt là mình tự tìm nhét đen bóng lên đầu ngay. Con tát thì nó tự bơm máu được rồi. Đó, con đen bóng thì mình không chưa thực kỹ anh em. Cho nên mình tốc mình chậm hơn thì bắt buộc mình phải chờ con G4 búp máu cho đen bóng. Để cho đen bóng cân nha anh em. Hiện tại là mình thua co cho nên là mình đánh không lại nhiều người lắm. Nhiều người họ có co hơn mình á. Họ có co họ đến gấp đôi máu lận cơ. Thiệt luôn. Họ co họ vừa máu sáng vừa máu tím. Mình không lại được. Vừa áo giáp sinh mệnh vừa hộ thể đặc hóa. Muốn không lại anh em. Ok, tốc họ hơn luôn này anh em. Đó. Tốc hơn thì mình khổ rồi. Tại vì bây giờ tốc họ hơn là xương rồng họ được chơi ấy. Đó, truy kích tại vì mình để đòn phủ đầu quá nhân á. Nhưng chắc game mày thua thôi anh em ạ. Tại vì con xương rồng nó mình thua tốc và con xương rồng nó sẽ hai lớp máu đó. Và bây giờ mà muốn mình DOT vào được HP của combo rốt á, bắt buộc là chỉ có một cách, đó là tinh thông mình cao. Tất nhiên là nay mình mới lấy được G4 hôm nay thì làm sao tinh thông mình cao được anh em.
mới truy kích thôi, mới truy kích thôi thì chưa có đốt DOT được anh em ạ. Cái anh em nhớ nhá, cái DOT DOT á, cái đam đốt á, đam thiêu đốt á, nó chỉ kích hoạt, nó chỉ nhảy đam khi mà sau lượt thần động chủ động nha anh em. Rồi tát bóp này, mình hiện tại là mình mới tập trung đổ cho tát thôi. Đó, có con G4 phát là Tatsumaki tạt đau lắm anh em. Ôi chết luôn rồi anh em ạ, khó quá. Mình thua tốc anh em, thua tốc và thua co nữa. Cái combo rốt anh em nhìn vậy chứ trâu lắm ấy. Combo rốt mà đánh ngang lực ở tầm thấp trâu lắm anh em. Trâu cực kỳ luôn ấy. Ôi, lần này mình thua rồi anh em ạ. Mình sẽ kiếm trận nào mà nó hơn một xíu, để đều thiếu một xíu anh em. Đấy, thiếu co cái này nó oải lắm anh em, bị quằn á. Chung là ra là mình cũng muốn bỏ tiền ra để mình đầu tư một cái account nó khỏe một xíu. Nhưng mà kiểu mình cảm giác là mình chơi hợp bậc này á. Mình chơi hợp bậc này mình nuôi từ lúc rồi anh em. Hôm nay có bom này, mình sẽ kiếm này có cái con DK. Đây rồi, mới con DK thì mình sẽ đánh thử với con DK nhá. Đây, gặp năm đầu này anh em. Đấy, mình sẽ test và vài game có G4 cho anh em xem. Con G4 nó bút máu cực, nó lên máu cực kỳ nhanh anh em. Nó lên máu nhanh lắm. Rồi, mình hơn tốc rồi. DOT thì bắt buộc là phải tốc cao cho anh em. DOT là tốc khó chơi lắm. Rồi, tạt này. Ui, nửa thanh luôn anh em. Tạt nửa thanh luôn. Tại vì mình có cái DOT, bút đam DOT từ con G4 ấy. 5 sao là 65%, 5 sao tím là 80% nha anh em. Đó, tầm này là mình bút phải đống máu rồi anh em ạ. Đó anh em thấy không? Anh em thấy hàng sau tôi full máu không? Full máu luôn này. Thấy không? Con đèn bóng full máu luôn, con đèn bóng chặt làm gì cả, full máu luôn. Ôi, máu chảy cộp này anh em thấy không? G4 bút máu kinh khủng luôn. Bút phát là full 15% máu luôn anh em. Đó, thì đây là cái sức mạnh của cái đội hình đam DOT. Tốt nhất là anh em mình đi trước. Bên họ có con 5 đầu thì vẫn sẽ hồi sinh rồi thôi. Nhưng con 5 đầu nào nằm một cái là khỏi hồi sinh em. Tại vì mình có bên mình có tát á. Với lại tôi đang ngại một cái là ở cụm server mới á, con sư rồng nó mạnh quá anh em. Con sư rồng nó bị mạnh quá ấy. Không có ai giải quyết con sư rồng ấy. Đốt đau lắm anh em, thấy không? Đốt đấy không? Đốt đau cực kỳ luôn con sư rồng. Ở cụm server mới á, nó khỏe vãi lìn. Ok. Đó, rất là khổ. Cho nên đó lý do tại sao là kiểu bây giờ tôi muốn ra combo rốt. Mình phải có cái combo rốt xong á thì nó mới hạn chế cái sức mạnh con sư rồng đi. Con sư rồng bây giờ mạnh quá. Mình không có MK, không xử lý con sư rồng. Mình MK ấy này, tôi đánh ông MK rồi nhá. Mặc dù cũng hơi khó anh em, tại bên họ có sư rồng á, với có co ấy. Có chưa kể là nếu mà con đen bóng này có siêu tuyệt kỹ thì nó bút màu tím cho con năm đầu, màu xám cho con màu tím chứ, con năm đầu nữa. Một phần là anh em thực ra là đợt trước mình có thể bỏ tiền ra mình lấy Boros đấy. Nhưng mà mình biết là sắp tới nó sẽ ra con G4 luôn. Cho nên mình quyết tâm là mình nhịn anh em, mình nhịn để mình chơi gì với con G4 này, lấy G4. Đó, tại vì mình biết là mình hy vọng con gì ta, con Boros nó sẽ comeback ấy. Tại vì kiểu gì nó sẽ comeback à, để cho người chơi server mới họ lấy chứ. Đúng không? Ôi, máu dày cộp ở đây em thấy không? Thằng sau của tôi là máu tím full luôn rồi nhá. Bấm rất là nhanh luôn. Con đen bóng nó chả cần phải đi cả. Nó tự phun máu luôn anh em, tự phun máu để nó tanh luôn. Khổ giờ chơi. Người ta có DK với có Boros hết, tôi xài có bom anh em. Khổ lắm. Đánh thua co khó chịu lắm anh em. Cho nên anh em cố gắng nhìn lên lấy co trước nha. Có co cho em lấy. Đánh chấp co khó chịu lắm anh em. Con sương rồng bắt đầu có máu tím mà anh em ạ, nó giật tôi mấy phát là nó bắt đầu có máu tím rồi. À, hay kéo chết sương rồng được không? Vì con G4 này tôi chưa có đồ ấy. Bốn tôi không có đồ gì luôn. Ui, tuyệt vời. Không, đồ hình của họ ngon đồ hình tôi nhá. Tôi tốt cao hơn thôi anh em. Đó, hồi sinh dậy này. Đó, hết năng lượng anh em ạ. Hết năng lượng rồi. Con Sonic nó xóa 5 năng lượng rồi. Truy kích này.
Tất nhiên mấy anh em free, anh em cày chay thì không có G4 thì sẽ hơi quằn, anh em quằn ở trong BVB đến BVE luôn. BVB anh em gặp MK khổ lắm, gặp MK anh em không chơi xương rồng được, mà chưa kể anh em bị nó choáng nữa. Đấy, bây giờ tạt phát nữa là chết con xương rồng rồi, là win rồi anh em, chết xương rồng rồi, tạt cái chết rồi anh em. Đó, quá đẹp anh em, tuyệt vời. Chứng tỏ là tôi cực kỳ hài lòng con G4 này anh em ạ, cực kỳ hài lòng con G4 này luôn. Mặc dù là vẫn chưa bạn top 8 được, nhưng mà tôi khẳng định rằng tôi chỉ cần có con Boros thôi. Có con Boros thôi, tôi bùi tóc xuống nick lên, tập úp xong tinh thông một G4 thì nó sẽ chơi thoải mái luôn. Đơn giản thôi, sắp tới á, nó sẽ rất là nhiều chủ lực nha. Sắp tới rất là nhiều chủ lực luôn. Cho nên anh em sẽ lấy, anh em nâng tinh thông rất là khó khăn. Tôi biết điều đó, đảm bảo kiểu gì cuối tháng nó cũng sẽ update con Cyril hoặc là con chảy đây thôi, nhưng tôi nghĩ Cyril sẽ trước đấy. Thì bây giờ tranh thủ mình, tôi sẽ up tinh thông ba con này thôi, có chờ ra Boros lấy kinh thôi anh em ạ, chứ giờ tôi không lấy thêm con gì nữa. Trên thời gian tôi tập trung tinh thông cho mấy con này nó cũng dễ hơn ha. Được rồi, nói chung là video này là kiểu video khoe G4 thôi anh em ạ nha. Rồi, mình là Phu Pha, hẹn gặp anh em trong các clip sau nha, bye bye. Và video review kỹ năng của G4 tôi sẽ lên sau nha. Tại bên em.